Hello, điện tử Tắm Hoa Chi Linh Hải Dương xin gửi lời chào toàn thể anh em. Và trước màn hình các bác và anh em đây, bên em đang test thử combo của hát con tổng giá 30 triệu anh em nhá. Đấy, cặp loa JB TR105 là bát 40 anh em này. Đấy, cặp loa này đang có giá đầu tư là 14 anh em nhá. Đấy, thùng gỗ bỏ ra, zin nguyên bản và đẹp xuất sắc anh em nhá. Đấy, một chiếc đẩy JBL A850 giá 5,5 triệu. Và một chiếc văng số JD K10. Đấy, một chiếc máy lưng tiếng của Antec và một cặp mic vãi. Đấy, anh em nào có nhu cầu liên hệ bên em nhá. Đấy, cặp loa mình đi này. Đấy, hàng mới đi nuôi ra anh em nhá. Đấy. Gió hoang vu hồi suốt xuân thì...